Quý vị thân mến, hiện tại, chính quyền Kiev được đánh giá là đã hoàn toàn mất đi lý trí khi mà liều mạng lên kế hoạch phóng tên lửa vào một nước nằm trong NATO. Mà điều đang nói ở đây là trong kế hoạch này, Ukraine định đổ lỗi cho Nga là thủ phạm. Và quốc gia đó không ai khác chính là đồng minh Ba Lan, một nước mà đã có mối quan hệ rạn nứt với Ukraine trong thời gian vừa qua. Nhìn lại, mới ngày nào bắt đầu cuộc xung đột, Ba Lan rất hồ hởi, sẵn sàng chi tiền và nhanh nhẹn viện trợ cho Kiev. Ấy vậy mà giờ đây nhận lại sự phản bội cay đắng này. Thế nhưng Ukraine phải nên nhớ một điều rằng, nếu động đến điều 5 của NATO thì Ukraine sẽ trong không ấm, ngoài khó êm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất của cả hai cuộc xung đột hiện nay. Xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Bị phương Tây ngó lơ, Ukraine lên kế hoạch đánh Ba Lan để đổ lỗi cho Nga, nhưng bị lộ mất cả trí lẫn trải. Theo hãng tin Sputnik, dẫn lời quyền thống đốc vùng Kherson Vladimir Sando cho biết, chính quyền Kiev đang chuẩn bị cho một hành động khiêu khích chống lại Ba Lan nếu sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine giảm sút. Và trong kế hoạch này, vẫn như thường lệ, Ukraine chọn cách chơi ném đá giấu tay, cụ thể là giả danh Nga để chống lại Ba Lan. Ông Sando đã cho hay, dữ liệu mà các nguồn tin của chúng tôi nhận được ở Ukraine đề cập tới hành động khiêu khích dưới dạng một cuộc tấn công bằng tên lửa cải tiến của Ukraine hoặc của phương Tây, trên bộ phận tên lửa sẽ gắn dấu hiệu của Nga để đổ lỗi cho Moscow. Vị quan chức nhấn mạnh thêm, Ukraine sẵn sàng làm như vậy khi cảm thấy phương Tây đã giảm bớt sự hỗ trợ tới mức mặt trận của chính quyền Kiev trên bờ vực sụp đổ. Điều đó có thể xảy ra trong viễn cảnh rất gần. Nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ ngay lập tức nhận thấy những điều bất thường. Và điều đáng nói ở đây là Ukraine quả thật rất có máu liều khi đã động đến một nước của NATO. Nên nhớ điều 5 của tổ chức này có thể khiến Ukraine không còn có mặt trên bản đồ thế giới. Và ở Ba Lan, một cuộc điều tra chính thức gần đây đã xác nhận vụ sát hại hai công dân Ba Lan là do tên lửa Ukraine tiến hành. Vì vậy, không chắc liệu các đầu não đưa ra quyết định của phương Tây có tin vào kế hoạch khiêu khích đó hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Kiev có khả năng sẽ hành động điên rồ như thế. Còn nhớ vào thời điểm giờ này năm ngoái, giới chức Ba Lan thông báo tên lửa đã rơi xuống làng Pregodo ở đông nam đất nước, tại khu vực giáp biên giới với Ukraine, khiến hai dân thường thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó đã nhanh chóng chối đầy đẩy và cáo buộc tên lửa của lực lượng Nga tập kích Ba Lan, cho rằng đây là hành vi tấn công lãnh thổ Ukraine và cam kết an ninh tập thể. Về phần mình, Nga phản bác tên lửa rơi là đạn phòng không thuộc tổ hợp S-300 của quân đội Ukraine và khẳng định họ không liên quan đến sự việc. Nếu trước đây Ukraine đổ lỗi cho Nga là thủ phạm thì có thể lừa được Ba Lan. Thế nhưng với những xích mích của Kiev và Warsaw và dạo gần đây thì việc này sẽ không thể qua được đôi mắt diều hâu của NATO. Từng là một nước đồng minh với Ukraine, còn nhớ khi cuộc xung đột bắt đầu xảy ra, Ba Lan là nước viện trợ rất nhiệt tình và nhanh chóng cho quân đội Kiev. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu tan vỡ kể từ tháng 9. Thủ tướng Ba Lan tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thêm vào đó, Warsaw cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine do lo ngại ảnh hưởng đến nền công nghiệp nước này. Trong tháng 11, vụ việc các tài xế xe tải Ba Lan chặn cửa khẩu biên giới Ukraine càng làm quan hệ giữa hai phía trở nên tồi tệ hơn. Hãng tin Reuters cho biết, các tài xế xe tải Ba Lan đã biểu tình gần một cửa khẩu biên giới với Ukraine để phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ phía các đồng nghiệp người Ukraine, cũng như thể hiện thái độ về những rào cản đối với các tài xế xe tải của Liên minh châu Âu hoạt động tại Ukraine. Hôm 27 tháng 11, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa khẩu Medica, một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất với Ukraine. Kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn 1.000 xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày. Chiến dịch biểu tình này bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 và tới nay đang chặn tổng cộng 4 cửa khẩu biên giới với Ukraine. Chỉ các xe chở hàng viện trợ nhân đạo và vật tư quân sự mới được đi qua. Các tài xế xe tải Ba Lan cho rằng họ đang phải chịu thua thiệt khi các công ty của Ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn và đang được vận chuyển hàng hóa trong toàn EU, chứ không chỉ giữa Ukraine và EU. Họ yêu cầu EU áp dụng lại hệ thống cấp phép cho tài xế xe tải Ukraine vào khối, đồng thời cho tài xế xe tải EU vào Ukraine. Trước đó, hệ thống này đã được EU dỡ bỏ từ cuối tháng 2 năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Hôm 29 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã lên án gay gắt việc các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan phong tỏa biên giới Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại chính phủ ở Warsaw.
Theo Euronews, tình hình diễn biến phức tạp hơn khi các tài xế xe tải Slovakia cũng đe dọa tham gia chiến dịch phong tỏa, trừ phi có hành động nhằm giảm sự cạnh tranh từ phía các hãng xe Ukraine. Nga giáng đòn sấm sét vào sở chỉ huy phòng không của Ukraine ở Dnipro. Cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Ukraine ở Dnipro được Nga thực hiện với sự kết hợp của lực lượng hàng không, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 12 cho biết, lực lượng nước này đã tấn công một sở chỉ huy kiên cố của Trung tâm Cảnh báo và Phòng không Ukraine ở thành phố miền trung Dnipro. Cuộc tấn công được thực hiện với sự kết hợp của lực lượng hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Quân đội Nga đã rút khỏi Kherson và bờ tây sông Dnipro vào cuối năm 2022, nhưng hiện nay thường xuyên pháo kích các khu vực đó từ các vị trí ở bờ đông. Trước đó cùng ngày, không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 12 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và một tên lửa hành trình về phía tây bắc Ukraine trong đêm. Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tấn công các kho nhiên liệu ở khu vực Mihorod, vùng Poltava và thành phố Khmelnytsky, một kho đạn dược ở vùng Mykolaiv. Còn tại Adivka, kênh Resident cho biết, nơi đây đang trong tình thế thòng lọng thắt chặt, quân đội Nga tiếp tục vượt qua hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Ở sườn phía Bắc, các cuộc đụng độ chính đang diễn ra trong khu vực tuyến đường sắt gần Stepovoy. Giao tranh vẫn tiếp tục gần nhà máy than cốc Adevsky, nơi hiện tại nỗ lực chính của lực lượng vũ trang Nga tập trung vào việc đánh bại hỏa lực của một điểm mạnh mẽ. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg lập luận rằng quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua. Quân Nga cũng tiến thành công về phía nam Novokalinovo, chiếm giữ các thành trì dọc theo hồ chứa. Tiến quân qua đường sắt, vị thế của lực lượng vũ trang Nga được cải thiện đáng kể trong bối cảnh xảy ra cuộc tấn công vào Novokalinovo. Ở phía tây Adivka, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga được hỗ trợ bởi pháo binh và hàng không đã chiếm giữ các vị trí quan trọng trên các ngọn đồi phía đông Severny. Tương tự, có thể chiếm được các thành trì ở phía tây. Điều này làm xấu đi vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ ở Severny mà còn ở phía nam Pervomaisky. Và chúng tôi xin nhắc lại với quý vị rằng, nếu Ukraine mất đi Adivka, quân đội Nga sẽ tiến vào không gian hoạt động, tiếp theo là Sloviansk và Kramatorsk, cộng với cái bờ trái Ukraine có thể bị cắt thành hai phần, tức là hai cái vạc khổng lồ. Chính vì vậy, chính quyền Ukraine đang cố gắng cứu lấy Adivka bằng mọi giá, chuyển các đơn vị đến đó từ các hướng khác nhau và vạch trần chúng. Nhưng sự tổn thất về nhân lực và những thành công của lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Adevsky đã ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Kiev. Điều này khiến cho cuộc tấn công và phòng tuyến của quân đội Nga trở nên đơn giản hơn. Ông Stoltenberg cũng than thở về sự thất bại của ngành công nghiệp quốc phòng NATO trong việc cung cấp cho Kiev các loại vũ khí mà nước này yêu cầu. Trước đó hồi đầu tuần, ông Stoltenberg cảnh báo rằng Moscow đã tích lũy tên lửa trước mùa đông, đồng thời lưu ý các nhà sản xuất vũ khí của Nga đang hoạt động trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das Esther của Đức, ông Stoltenberg thừa nhận rằng tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời nói thêm rằng rất khó để lên kế hoạch cho các cuộc xung đột. Nguy cơ đụng độ giữa quân đội Ai Cập và Israel ở dải Gaza. Chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza có thể dẫn đến xung đột với Ai Cập. Các chuyên gia phương Tây và Ả Rập đang thảo luận về vấn đề này. Truyền thông quốc tế lưu ý rằng, Hoa Kỳ và các nước châu Âu không thể thuyết phục người Israel ngừng tấn công lực lượng Hamas tại dải Gaza. Israel chỉ đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự một thời gian ngắn, kéo dài một tuần và giao tranh lại tiếp tục từ ngày 1 tháng 12. Do đó, tình hình trong khu vực có thể trở nên phức tạp hơn đáng kể. Nếu Israel tiếp tục cố gắng đẩy người tị nạn Palestine vào Ai Cập, thì Cairo có thể điều quân vào phần phía nam của dải Gaza. Điều này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Cairo và Tel Aviv. Ai Cập là một quốc gia lớn với dân số 100 triệu người, nhưng họ kiên quyết phản đối người dân Palestine từ dải Gaza chuyển đến sinh sống trên lãnh thổ của mình, do lo ngại sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Quân đội Ai Cập hiện đã tập trung ở biên giới và có thể cố gắng tự mình ngăn chặn hoạt động của lực lượng phòng vệ Israel. Một kịch bản diễn biến leo thang như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì Ai Cập đang tìm cách trở thành nhà lãnh đạo của thế giới Ả Rập và Hồi giáo, thay thế Ả Rập Xê Út, quốc gia trong cuộc đối đầu Israel-Hamas hiện nay thể hiện vai trò rất mờ nhạt, thậm chí còn bị cáo buộc là ủng hộ Tel Aviv. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng,
một bộ phận phương Tây thực sự không phản đối một cuộc chiến ngắn hạn và có kiểm soát giữa Ai Cập và Israel. Vấn đề là phần lớn những nhà lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo đều có vẻ mờ nhạt. Trong bối cảnh hiện tại, chính quyền Iran trông giống như những anh hùng bảo vệ lợi ích của mình để loại bỏ vầng hào quang này khỏi Tehran. Phương Tây có thể sẵn sàng thực hiện các biện pháp thậm chí còn khác thường hơn. Viễn cảnh Ai Cập theo đuổi kịch bản trên để trở nên có vai trò lớn hơn trong thế giới Hồi giáo so với Ả Rập Xê Út, Iran và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ là không thể xem nhẹ. Đồng thời, phương Tây sẵn sàng giúp đỡ một Ai Cập còn gặp nhiều hạn chế như hiện tại, trở thành một cường quốc hùng mạnh trong khu vực, khiến Cairo có thể mở rộng ảnh hưởng sang Libya và Sudan. Kịch bản được nhắc tới là phía bắc dải Gaza sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Israel và quân đội Ai Cập đóng quân ở phần phía nam. Đương nhiên, trong tình huống này, Hamas và các phong trào vũ trang khác của Palestine sẽ không có cơ hội nổ súng vào lãnh thổ Israel. Sau đó, sự bình yên sẽ trở lại với vùng đất nóng bỏng này trong một thời gian. Bên cạnh đó, vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố sẽ điều tra về tội ác chiến tranh ở Gaza và Palestine. Các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng nhất về tội ác chiến tranh ở Israel và Palestine. Công tố viên Karim Khan đưa ra thông tin trên trong một tuyên bố sau chuyến thăm Israel và Palestine. Văn phòng của tôi sẽ tăng cường nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy các cuộc điều tra liên quan đến tình huống trên. Trong công việc này, chúng tôi sẽ dựa vào sự hợp tác của tất cả các bên để đảm bảo khi văn phòng của tôi thực hiện hành động, nó sẽ được thực hiện trên cơ sở khách quan, bằng chứng có thể kiểm chứng và được xem xét kỹ lưỡng trong phòng xử án. Đồng thời, nó đảm bảo rằng khi tiến hành, chúng tôi có thể triển vọng kết án thực tế. Ông lưu ý. Trong chuyến thăm của mình, công tố viên ICC đã gặp gia đình các nạn nhân người Palestine cũng như các nhà lãnh đạo Palestine gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông thừa nhận xung đột có tính chất phức tạp nhưng nhấn mạnh luật nhân đạo quốc tế vẫn phải được áp dụng. Đề cập đến các vấn đề hỗ trợ nhân đạo, ông kêu gọi, đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời cho dân thường. Tuy nhiên, ông lưu ý khoản viện trợ này không được để Hamas chuyển hướng hoặc lạm dụng. Ông Karim Khan cũng nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của mình trước sự gia tăng đáng kể các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào thường dân Palestine ở bờ Tây. Ông khẳng định rằng, tôi tuyên bố không một người Israel nào được trang bị hệ tư tưởng cực đoan và súng có thể cảm thấy họ có thể hành động chống lại thường dân Palestine mà không bị trừng phạt. Ở Ramallah, tôi đã nghe trực tiếp từ những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công như vậy. Tôi nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang tiếp tục điều tra những vụ việc này một cách tập trung và cấp bách. Tôi muốn lưu ý tất cả các cuộc tấn công như vậy phải chấm dứt ngay lập tức. Không ai nên cảm thấy mình bị trừng phạt vì những cuộc tấn công như vậy. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.